Toilet rồi. Anh ta cắt thử mà. Ra coi rằng coi cắt mà. Ok. Let's go. Ra coi nó cắt mà, coi cậu bãi cắt mà. Trời đất ơi, cậu bãi mà. You will have to, you will stay here a little longer. Yeah. Yeah, he's gonna cut this whole thing. Mới có ổ ly tu hả? Tu cột hả? Dạ. Ít vậy. Cậu cháu mày làm biến quá mà. Làm chậm quá mà, phải không? Theo giờ. Theo giờ. Cậu cháu mày câu giờ quá mà. You're not rushing art, right? Yeah. Anh tình giờ, đâu phải là anh tình. You know câu giờ, bảo. Nhé, yeah, vô đông đâu câu giờ hả? Hỏi cậu bãi câu giờ là gì? Ok, mở cái chai đó đi, stick it in over here cho cậu. Watch out the window again. Oh, have to hold it like this then. Yeah. Yeah, you have to hold like that. Right. Coi cậu bãi mà cắt nè. Yeah. Which side, okay? What's up? Oh, this way. Yeah. Wow, cái này cắt đảo quá hả? Yeah, what about on that side? Okay. Tim out on that side. Not too much. Back a little. There, perfect. Ở Việt Nam là người ta cưa bằng tay không á, hand, like this. Người ta cũng à. Rồi hẹn nửa tiếng ra.